mất năng lượng. Tinh mới với công thức chữa hồng sâm 4 năm tuổi. Cho bạn nguồn năng lượng mạnh mẽ. Tinh bật năng lượng sống bứt phá. Quá là khó, quá là khó. Bây giờ cái điều quan trọng nhất là mình phải tính được chiều gió. Sau đó căn chân, căn góc, căn chuẩn. Và cuối cùng vẫn không vào lỗ. Cảm giác vừa khó mà không còn mệt quá trong khi mà không mệt, thực ra là không mệt. Cõng nó không phải là vấn đề, mà cái vấn đề ở đây là làm sao đá chuẩn được thôi. Cõng không phải là một vấn đề gì đấy to tát cả. Nói chung là ca tình đẻ trong đá banh, đá bóng. Cứ nhắm vào bóng mà đá thôi. Nhắm vào bóng mà đá. Nhắm bóng mà đá thôi. Có hai trái bóng đỏ và một trái bóng xanh. À, tại sao thử thách trước là Quỳnh Anh này? Thử thách trước là SC là. SC là. Tại sao thử thách này SC không tiếp tục thực hiện? Tại vì Bình An cộng SC thì sẽ tốt hơn là SC cộng Bình An. Và thực ra là Bình An là người chơi đá banh. Cho nên là thử thách này nó sẽ tốt hơn. Ronaldo. Ronaldo. Dybala. Ok, bây giờ là Huy với Trương sẽ đổi người. Huy sẽ làm. Vì Trương vừa nãy leo, trèo leo cũng mỏi chân rồi, chân yếu rồi. Khổ thân cái lưng mình quá. Mỏi tay nhưng không có mệt. Có nghĩa là tại vì chưa không có dùng tay nhiều nên là lúc mà trèo mình rất là mỏi tay, nhưng đuổi, mà đuổi gái khóc hết ấy. Mệt quá, hết sức hết. Thế là hồi nãy rất là mỏi nhưng mà không có mệt, không mệt, tại vì cái thời quay về rất là thoải mái để mà mình làm chơi game. Bị dán keo hết. Chị thấy qua cho em nha. Cho em sợ. Em lấy bỏ vô áo chị Linh. Rồi áo lại. Rồi hình rồi bỏ gì ra. Hai chị em đang đùn đẩy nếu gặp một con vật đáng sợ. Đôi qua đôi lại. Để tự mò hay không? Mò xem đoán là con vật gì. Không. Không thấy nước ở đây nữa. Gì? Là hiểu. Cụ cũng vào cụ mò. Vào bảo cụ vào cụ mò đấy. Lại coi. Quang vừa mới thấy được một chiêu để đánh lừa đối phương. Nào. Tổ sư. Nghe nó trả lời một tiếng nghe rồi, nhưng con que à? Con que là con gì? Quạc quạc. Quạc quạc. Quạc quạc. Đánh lừa đối phương đấy. Đây là con quốc anh mọi người ạ. Tiếng quốc anh. Con quốc anh. Thank you.
Sting diện mạo mới với công thức chứa hồng sâm 4 năm tuổi.